Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 45 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh sau khi mà chia tay Trương Thiện liền quay trở lại biệt viện của Thanh Vân Sơn. Lúc này Đại Đầu đang cùng với cả Dương Khai ở hậu đường canh giữ linh cữu. Vừa thấy hắn trở về, Dương Khai và Đại Đầu liền khuyên hắn về nghỉ ngơi. Trường Sinh không vội rời đi mà ngồi xuống dưới sảnh, vừa thêm giấy tiền vào lò sưởi, vừa bàn bạc với cả Dương Khai về việc lo liệu hậu sự cho Cổ Diễn. Sau khi bàn bạc quyết định để tang một đêm, sáng mai sẽ đưa quan tài về quê an táng Cổ Diễn ở Thanh Vân Sơn. Đầu tiên thì Trường Sinh nghĩ đến việc nhờ nhà họ Ni sắp xếp xe ngựa, nhưng sau khi suy nghĩ thì lại thay đổi chủ ý, để cho ngự sử đài phái xe ngựa, đồng thời phái ra một bộ khoái đi cùng Dương Khai. Ngự sử đài không chỉ phụ trách giám sát các quan chức kinh thành, mà các quan chức địa phương cũng do ngự sử đài giám sát. Lần này sẽ lấy danh nghĩa công cán tuần tra bên ngoài. Trường Sinh thì không yên tâm để Dương Khai một mình xử lý những việc lặt vặt này, nên đã lệnh cho Đại Đầu đi cùng hắn. Sau khi lo liệu xong tang sự của Cổ Diễn, Đại Đầu cũng có thể nhân cội mà về thăm nhà. Đại Đầu chỉ nói Thanh Vân Sơn thuộc Kiếm Nam Đạo nằm ở phía Tây Nam, còn Thiên Tàn Môn thì thuộc Hà Đông Đạo nằm ở phía Bắc, hơi trách đông, không thuận đường. Lúc này thì Trường Sinh cũng đã bình tĩnh lại, rất là nhớ ba đồ lỗ, liền lệnh cho Đại Đầu sau khi mà về nhà tiện thể một chuyến đi đến Mạn Bắc, xem là có thể tìm và đưa ba đồ lỗ về hay không. Sau khi mà thống nhất các chi tiết rồi, Trường Sinh và Đại Đầu cùng nhau trở về ngự sử đài. Sáng mai hắn phải vào triều, không thể không ngủ. Còn Đại Đầu sẽ phải trở về sắp xếp xe ngựa, chọn bộ khoái đi công cán. Trường Sinh chỉ ngủ được một canh giờ thì đã dậy thay quần áo. Khi hắn dắt Hắc công tử ra ngoài vào triều, thì Đại Đầu cũng đã dẫn theo 24 bộ khoái được chọn và hai chiếc xe ngựa chuẩn bị lên đường. Quan sai đi tuần tra ở địa phương khác có thể được hưởng gấp đôi tiền lương. Thuộc loại công việc tốt, hơn nữa đều là cưỡi ngựa đi, nên là ai nấy đều mừng thầm. Nhưng mà bọn họ không dám cười vui vẻ, bởi vì bọn họ đều biết lần này đi là để hộ tống quan tài của Cổ Diễn về Thanh Vân Sơn. Nói trắng ra là đi đưa tang, ai dám cười cơ chứ. Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo mọi người chú ý an toàn trên đường, sau đó cưỡi ngựa đi về phía đông. Khi mà đến trước hoàng cung, thì hắn phát hiện ở trên quảng trường trước hoàng cung đã có rất nhiều người giang hồ tụ tập, giống như là các võ cử nhân đồng bảng, các võ cử nhân chính bảng cũng phải vào cung tạ ơn. Cái bang Trận Doanh tuy là không giành được tổng quán quân, nhưng mà cũng được phong võ tiến sĩ. Nhưng mà cũng có được không ít võ cử nhân cũng phải vào cung tạ ơn. Khác với cả các võ cử nhân đồng bảng, thì lúc này ba nhóm người không mặc quan phục vẫn mặc quần áo của mình. Trường Sinh buộc Hắc công tử vào chỗ buộc ngựa, rồi định đến trận doanh của đạo môn chào hỏi mọi người. Thấy hắn đi về phía trận doanh của mình, Trương Thiện nhíu mày xua tay, ra hiệu cho Trường Sinh đừng đến gần. Trường Sinh hiểu ý của Trương Thiện, chỉ đành chắp tay từ xa chào mọi người trong trận doanh của mình, sau đó cùng các quan viên khác vào cung trước. Trong số các quan viên vào triều, Trường Sinh không quen biết nhiều người, nhưng mà cũng có không ít người quen biết hắn. Thấy hắn vừa vào triều thì lập tức có người đến chào hỏi và làm quen.
Người ta nói nắm đấm không đánh người có mặt cười. Trường Sinh thì cũng không từ chối những người khác, khách sáo chào hỏi mọi người rồi cùng nhau đi vào phía trước. Khi mà đến cầu Kim Thủy thì phát hiện Cao Thị Trung và những người khác đang đi phía trước. Cao Thị Trung này chính là người trước đây đã tiến cử hắn theo lệnh của Dương Phục Cung, là quan viên của Môn Hạ Tỉnh. Tuy rằng Trường Sinh biết người này là đồng đảng của hoạn quan, nhưng mà vẫn chạy lên trước mặt mọi người, trước mặt các quan văn võ đang vây quanh Cao Thị Trung. Hắn hành lễ và cảm ơn Cao Thị Trung, nói rằng là hắn chân thành cảm ơn sự tiến cử của Cao Thị Trung, chỉ là gần đây thì công việc rất bận rộn, chưa kịp đến nhà cảm ơn. Thấy Trường Sinh hành lễ cảm ơn mình trước mặt đông đảo quan viên, Cao Thị Trung rất hài lòng. Hơn nữa thì trước đây lão cũng đã phái người đến ngự sử đài để mà cứu người. Trường Sinh cũng đã nể mặt lão, cho nên mỉm cười gật đầu, chỉ nói mình là vì nước vì hiện tại, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn triều đình, cảm ơn hoàng thượng. Sau khi chào hỏi Cao Thị Trung xong, Trường Sinh đứng sang một bên, giơ tay mời Cao Thị Trung và những người khác đi trước. Hắn có thể giả vờ một lúc, nhưng giả vờ cả đoạn đường thì hơi khó chịu. Dù sao thì Cao Thị Trung cũng không nhìn ra manh mối, và bản thân hắn cũng cảm thấy không được thoải mái. Đến trước điện, chờ đợi một khoảng thời gian. Đến canh năm thì cửa điện mở to, các quan văn võ lần lượt vào điện theo thứ tự chức quan cao thấp. Sau khi mà bách quan vào vị trí, hai lão thái giám đi cùng với cả hoàng thượng từ hậu điện bước vào. Hoàng thượng ngồi xuống, bách quan văn võ quỳ lại hành lễ. Mấy đạo sĩ và tăng nhân vẫn hành lễ chắp tay và chắp tay trước ngực. Mọi người quỳ xuống đều cúi đầu. Hoàng thượng liền nhân cơ hội đưa mắt nhìn về phía của Trường Sinh, đồng thời khóe miệng hơi nhếch lên. Biểu cảm này của hoàng thượng khiến cho Trường Sinh cảm thấy rất là vui. Điều này cho thấy rằng hoàng thượng ván thì vẫn có sự ăn ý, biết hắn trước đó vì sao lại đánh quan của hình bộ, và cũng hiểu hắn vì sao không đến chầu. Tuy nhiên hoàng thượng có thể ra hiệu cho hắn, nhưng hắn lại không thể đáp lại hoàng thượng, bởi vì lúc này Dương Phục Cung đang nhìn hắn. Sau khi mà hành lễ thì đến phần dâng tấu nghị sự. Sắp đến Tết rồi, các nha môn nợ lương quan lại đều đến đòi tiền. Các đạo các châu cứu trợ thiên tai cũng cần tiền. Quân đội đang đánh trận bên ngoài cũng đến đòi quân lương. Lần này thì Trường Sinh cũng nghe được một tin rất là quan trọng. Đó là quân đội mà có binh bộ phái đi đánh Trần Lập Thu trước đó thì đã không hạ được Trần Lập Thu vào Bình Châu. Hai bên vẫn đang giằng co ở đó. Bên dưới tấu trình thì hoàng thượng luôn phải có thái độ, chỉ nói là sẽ nhanh chóng thu xếp bạc để mà giải quyết vấn đề cấp bách. Lúc nói chuyện còn cố ý vô tình nhìn về phía của Trường Sinh. Trường Sinh cũng hiểu ý, hoàng thượng đây là đang ra hiệu cho hắn tiếp tục điều tra tham nhũng và tịch thu tài sản. Đối với cả những quân đội đã được phái đi, hoàng thượng cũng lệnh cho binh bộ ban hành công văn triệu hồi toàn bộ. Tháng chạp mùa đông trời rét đóng băng, ở bên ngoài giằng co cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trước tiên triệu hồi về, đợi sau Tết chuẩn bị thành lập tân quân rồi đại xuất binh sau. Ngoài việc tiền nong ra thì còn những việc phiền lòng khác. Một là nước Tân La ở phía đông xảy ra phản loạn. Trân Thánh Nữ Vương yêu cầu đại đường cử binh viện trợ. Lúc này đại đường đã là bùn loãng không thể chát tường loang, nào có thời gian để quan tâm đến Tân La. Nhưng đối ngoại không thể nói như vậy. Lý do từ chối Trân Thánh Nữ Vương thì cũng rất dễ tìm. Tân La đã sớm không cống nạp cho đại đường nữa, nên là không phải cử binh giúp bọn họ làm gì. Ngoài ra thì còn có nước Nhật Bản gần đây luôn xâm phạm biên giới ở vùng ven biển Đông Nam, đốt phá cướp bóc. Đối với cả chuyện này thì các quan văn võ rất là phẫn nộ. Chỉ nói mấy trăm năm qua đại đường đã nhiều lần giúp đỡ viện trợ cho Nhật Bản. Hành động này của Nhật Bản quả thực là vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Nhưng mà tức giận thì tức giận, cũng không làm gì được cái đám hải tặc này. Tuy nhiên thì cũng không thể không làm gì. Hoàng thượng trong cơn tức giận thì đã trực tiếp ban hành thánh chỉ, là trước đây chỉ trục xuất sứ thần Nhật Bản, lần này thì không trục xuất nữa mà là toàn quốc truy nã, bắt hết vào tù. Lại nói thì lúc này các võ cử nhân, võ cử chính bảng đã đợi bên ngoài điện từ lâu. Hoàng thượng tạm dừng nghị sự, triệu kiến mọi người. Trụ trì Long Hồ Sơn Trương Thiện và trụ trì Thiếu Lâm Tự Đồng Trần đi trước. Phía sau là một đám ni cô đạo sĩ. Tiếp theo mới là các võ cử nhân của các môn phái khác. Giống như là các võ cử nhân đồng bảng thì các võ cử nhân chính bảng này cũng có 240 người. Cũng vì trước đó chưa được sắc phong, lần này sau khi mà vào điện hành lễ thì chính là thái giám tuyên chỉ lần lượt đọc to,
các võ cử nhân chính bảng được phong chức quan văn võ trong quân đội. Không có quan văn trong triều, võ cử nhân được phong các loại hiệu úy, võ tiến sĩ thì được phong các loại tướng quân lớn nhỏ. Chỉ vì có hai tổng quán quân cho nên Long Hạo Thiên của cái bang được sắc phong làm phụ quốc tướng quân. Mà đợi đến khi mà thái giám đọc đến chức quan của Long Hạo Thiên, Trường Sinh cau mày lại. Phụ quốc tướng quân là quan nhị phẩm. Cái bang trận doanh không giành được tổng quán quân, nhưng mà tại sao lại cho Long Hạo Thiên chức quan cao như vậy? Nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu. Long Hạo Thiên này có quan hệ thân thiết với cả hoạn quan. Hành động này nhất định không phải là ý của hoàng đế, chắc chắn là do hoạn quan giở trò. Tiếp theo là người được sướng tên áp chót chính là trụ trì của Thiếu Lâm Tự Đồng Trần, được phong là Hộ Quốc Pháp Sư, gia phong Thái Bảo. Hộ Quốc Pháp Sư không phải là một chức quan chính thức của triều đình, chỉ là một danh hiệu. Gia phong Thái Bảo cũng là điều hợp lý, bởi vì tuy Thái Bảo cũng là một chức quan không có thật, nhưng mà có phẩm cấp là chính nhất phẩm. Trương Thiện cũng được phong là Hộ Quốc Chân Nhân, gia phong Thái Sư. Thái Sư thì cũng là một chức quan không chính thức, có danh hàm là chính nhất phẩm. Nhưng tuy Thái Sư, Thái Phó và Thái Bảo đều là chính nhất phẩm, nhưng Thái Sư lại có thứ hạng cao nhất. Tuy rằng không có tác dụng gì lớn, nhưng mà cũng có thể thể hiện sự tôn sùng và coi trọng của triều đình đối với cả đạo gia. Tuyên chỉ xong thì mọi người đồng thanh tạ ơn. Ngay sau đó thì thái giám lấy ra một đạo thánh chỉ bắt đầu đọc. Chỉ nói hiện nay chiến loạn nổi lên khắp nơi, có yêu nghiệt quấy phá thế gian. Triều đình đang cần người, chuẩn bị thành lập tân quân, chiêu mộ 30 vạn binh lính do Hộ Quốc Chân Nhân, Hộ Quốc Pháp Sư và Phụ Quốc Tướng Quân, mỗi người thống lĩnh 10 vạn, bình định phản loạn, dẹp loạn an bang. Mà lời này vừa ra thì trận doanh của đạo sĩ biến sắc mặt. Trường Sinh cũng vô cùng kinh ngạc. Tối hôm qua hắn và Trương Thiện đã gặp mặt. Cái chuyện chiêu mộ 30 vạn binh lính này hắn biết, nhưng ý ngoài lời của Trương Thiện lúc đó là 30 vạn này sẽ do một mình ông thống lĩnh. Nhưng mà hôm nay tại sao lại biến thành mỗi người thống lĩnh 10 vạn? Do hắn đứng rất gần phía trước nên là Trường Sinh có thể nhìn thấy biểu cảm của Trương Thiện. Tuy rằng Trương Thiện không có biểu hiện gì quá khích, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Từ đó có thể thấy biến cố trước mặt này không nằm trong dự liệu của Trương Thiện. Thái giám tuyên chỉ xong, Trương Thiện, Đồng Trần, Long Hạo Thiên đồng thanh tiếp chỉ. Hoàng thượng lại khích lệ vài câu, sau đó lui triều. Đợi cho hoàng thượng rời đi rồi, Trường Sinh quay lại nhìn Trương Thiện, vừa lúc thấy Trương Thiện đang âm thầm thở dài. Trường Sinh cũng thở dài theo. Những tiết độ sứ nắm binh quyền tự trọng ngoài kia, trong tay có đến mấy chục vạn binh mã. Nếu 30 vạn binh mã này đều giao cả cho Trương Thiện thống lĩnh, có lẽ còn có khả năng bình định phản loạn. Bây giờ chia làm 3 như vậy, Trương Thiện chỉ có 1/3. Dù Trương Thiện có tài năng đến đâu đi nữa, thì chút binh mã quèn trong tay này cũng không đủ để giúp ông xoay chuyển tình thế. Sau khi mà Hoàng thượng rời đi rồi thì Cao Thị Trung chủ động tới chúc mừng Trương Thiện. Mặc dù là Cao Thị Trung là người của hoạn quan, nhưng vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với Long Hồ Sơn. Trương Thiện cũng khá là thân thiện với ông ta. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài điện. Phía sau là một đám người của đạo môn và thân tín của Cao Thị Trung. Có thể thấy Long Hạo Thiên cũng muốn đến làm quen với cả Cao Thị Trung, nhưng mà không tìm được cơ hội. Thấy Trường Sinh cũng ở trong điện, liền đi về phía của Trường Sinh. Ngự sử đại nhân, trước đây chúng ta có nhiều hiểu lầm. Ngài đại nhân đại lượng nhé, đừng để trong lòng làm gì. Sau này cùng làm quan trong triều rồi, mong ngự sử đại nhân chiêu cố nhiều hơn cho ta. Thấy Long Hạo Thiên đến gần thì Trường Sinh cực kỳ chán ghét. Trước đây hắn đã nhiều lần suýt chết dưới tay của bọn cái bang, lại tận mắt chứng kiến những hành vi xấu xa của cái bang. Thêm vào đó là công tôn thủ uy của cái bang đã từng ép buộc La Dương Tử. Hắn nào có tâm tư giả vờ lả lơi với cả Long Hạo Thiên làm gì, liền bĩu môi cười lạnh mà nói. Dễ thôi, chỉ cần Long Bang Chủ đừng nhớ đến thiên tàm thần công của ta nữa, đừng phái người cướp thuyền quan, đoạt lương thực của quân đội nữa. Đệ tử cái bang đừng làm ra cái chuyện hại dân chúng và cưỡng hiếp phụ nữ nữa, thì ta nhất định không làm khó các ngươi đâu. Long Hạo Thiên thì vốn là muốn thể hiện ra khí độ và lòng khoan dung của mình trước mặt các quan văn võ, và cũng tự cho rằng Trường Sinh sẽ không làm khó hắn trong trường hợp này. Nhưng nào ngờ Trường Sinh lại mỉa mai kể tội hắn, khiến hắn rất là mất mặt.
Trường Sinh nói xong liền quay người bỏ đi ngay, không để đến sắc mặt của Long Hạo Thiên nữa. Ngày hôm nay vào chiều thì Trương Mặc không có trong hàng ngũ. Trường Sinh rất là lo lắng về vết thương của Trương Mặc, nhưng hắn cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng, không thể hỏi thăm. Bởi vì hôm qua hắn đã làm những cái việc trên võ đài đã bị người ta bàn tán rồi. Nếu còn quan tâm hỏi han hay là đến thăm nữa thì càng sẽ khiến cho người ta có cơ hội công kích, bị người ta nói xấu. Ra khỏi hoàng cung, tự mình cưỡi ngựa trở về ngự sử đài. Hôm qua hắn đã lệnh cho đại đầu sắp xếp tất cả các vụ án cũ, bao gồm cả những vụ án chưa được xét xử của hình bộ và đại lý tự. Trước khi đi thì đại đầu đã sắp xếp những hồ sơ đó và đặt ở trên bàn ở trên công đường. Sau khi trở về ngự sử đài, hắn bắt đầu xem xét từng cái một. Đến gần buổi trưa thì Ni Thần Y đến. Mọi người ở ngự sử đài thì đều đã quen biết với nàng. Nàng không cần phải thông báo cũng có thể đi thẳng vào. Gặp Ni Thần Y, Trường Sinh có chút chột dạ. May mà Ni Thần Y không có biểu hiện gì khác thường, chỉ vội vàng lấy bánh ngọt mới làm từ hộp thức ăn ra, dục hắn ăn thử khi mà còn nóng. Trường Sinh miễn cưỡng nếm thử vài miếng, cũng tạm được, có tiến bộ. Ít nhất là không phải một miếng là đủ 5 vị là được rồi. Ni Thần Y kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Trường Sinh nói: "Chiều nay huynh làm gì không?" "Sao vậy?" Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. "Thì việc sư thúc hôm qua bị thương, huynh không định đi thăm người hay sao?" Ni Thần Y hỏi. "Ta còn không biết sư thúc đang ở đâu nữa." Trường Sinh thuận miệng mà nói. "Thì ở ngay tại khách sạn Bảo Thanh chứ ở đâu nữa?" Ni Thần Y nói: "Sáng nay ta đã qua đó một chuyến rồi, mang theo một số thứ bổ dưỡng, còn trò chuyện với cả người một lúc nữa. Sư thúc không sao, tinh thần vẫn tốt lắm." Trường Sinh thuận miệng đáp một tiếng, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: tại sao Ni Thần Y lại đi gặp Trương Mặc vào lúc này? Chuyện xảy ra trên võ đài ngày hôm qua Ni Thần Y không thể không biết. Chẳng lẽ nàng không chút nghi ngờ nào về chuyện này hay sao? Ni Thần Y thì không tiếp tục nói về Trương Mặc nữa mà đổi chủ đề. Cuối cùng tỷ võ cũng kết thúc, huynh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi." "Đúng vậy." Trường Sinh gật đầu. "Buổi đấu giá nửa cuối năm của Thái Bình khách sạn sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa đó." Ni Thần Y nói. "Nghe thất nương nói là có không ít thứ tốt đâu. Khi nào huynh rảnh, ta sẽ cùng huynh đi đến đó kho xem. Nếu có gì ưng ý thì chúng ta sẽ đấy luôn." "Cũng được." Trường Sinh lại gật đầu. Không biết vì sao ngày hôm nay khi đối mặt với Ni Thần Y, hắn luôn cảm thấy hơi lúng túng. Để che giấu sự lúng túng của mình, hắn chỉ có thể liên tục ăn mà thôi. Đúng vào lúc này có người đến bẩm báo: vị hòa thượng gây rối trước phủ mấy hôm trước lại đến. Ni Thần Y không hiểu chuyện gì, có chút nghi hoặc. Trường Sinh biết là Thích Huyền Minh đến liền đứng dậy ra ngoài gặp. Thích Huyền Minh chắc chắn là đến tìm hắn để đánh nhau rồi. Điều này không cần phải suy nghĩ. Trên đường ra cửa, Trường Sinh vẫn luôn nghĩ về hành động của Ni Thần Y. Gió lạnh thổi qua, hắn tỉnh táo hơn nhiều rồi. Ni Thần Y là con gái của Ni Trác, rất tỉ mỉ và thông minh. Đối với cả chuyện ngày hôm qua nàng không thể không biết gì, và cũng là không có chút nghi ngờ nào, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Nàng chủ động đi gặp Trương Mặc là để lấy lòng Trương Mặc, khiến Trương Mặc vì thể diện mà kiềm chế bản thân lại. Đến gặp hắn mà không có một lời trách móc hay là hỏi han là một cách lấy lui làm tiến, đồng thời cũng là để lại cho hắn chút thể diện, cho hắn một bậc thang để mà xuống. Nghĩ tới đây thì Trường Sinh liền quay đầu nhìn Ni Thần Y một cái. Cách làm của Ni Thần Y rất là thông minh. Thực ra ngay cả bản thân hắn thì cũng không biết mình có thích Trương Mặc hay không. Nếu đổi lại là một người phụ nữ ngu ngốc, trực tiếp làm ầm ĩ lên thì ngược lại dễ gây ra sự phản cảm của hắn và cuối cùng làm hỏng chuyện. Thấy Trường Sinh quay ra nhìn mình, Ni Thần Y liền mỉm cười đáp lại. Lúc này Trường Sinh lại có thêm vài phần hào cảm với nàng. Ở bên một người phụ nữ thông minh thì sẽ rất thoải mái. Một người phụ nữ luôn biết giữ thể diện cho chồng mình cũng đáng được tôn trọng. Khi mà hai người đi đến cửa thì người đến quả nhiên là Thích Huyền Minh. Vừa nhìn thấy Thích Huyền Minh, Trường Sinh dở khóc dở cười. "Đại sư, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đó." Thích Huyền Minh là một nhà sư bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự. Không giống như là các tăng nhân bình thường ôn hòa, hắn lớn tiếng mà nói: "Lần trước ta thua không rõ ràng, trong lòng không cam lòng, không đánh với ngươi thêm một trận, ta
ta ăn ngủ chẳng yên, không thể tĩnh tâm được. Được rồi, đánh thì đánh. Trường Sinh bất lực thở dài. Vậy ngươi muốn đánh ở cửa hay là vào trong sân? Ở cửa luôn đi, chỗ này rộng rãi mà, Thích Huyền Minh nói. Trường Sinh gật đầu rồi cởi mũ ô sa, sau đó lại bắt đầu cởi quan phục. Ni Thật Y nhận ra Thích Huyền Minh, biết hắn là một cao thủ, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Đại sư à, chỉ vì ngươi muốn đánh thêm một trận mà tướng công của ta phải đánh với ngươi thêm một trận. Đại sư làm như vậy có phải hơi vô lý, ép người quá đáng không hả? Tuy rằng Thích Huyền Minh là một nhà sư, nhưng mà lời nói và hành động lại không giống như là nhà sư một chút nào. Suy nghĩ cực kỳ nhanh nhạy, hắn cười mà nói. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ni Thần Y không trả lời mà quay sang cười nhìn Trường Sinh. Trường Sinh thì rất là thưởng thức nhân phẩm và võ công của Thích Huyền Minh, sớm đã có định chiêu mộ. Vừa thấy Ni Thần Y bắt cầu, liền nhân cội mà nói. Đại sư, tao có ý kiến này, có dám đánh cược một trận lớn với ta không hả? Thích Huyền Minh cười rất là sảng khoái. Nếu Bần Tăng thua, sẽ phục vụ người 3 năm. Còn nếu Bần Tăng thắng, người phải cho Bần Tăng 3.000 lượng vàng. Người thấy sao? Đại sư là người xuất gia, tứ đại giai không, chẳng phải nên coi tiền tài như rác rưởi hay sao? Trường Sinh cười mà hỏi. Thì đúng là trước đây Bần Tăng cũng coi tiền tài vô dụng, Thích Huyền Minh nói. Nhưng mà mấy ngày trước ngươi cho Bần Tăng một thỏi bạc, Bần Tăng khi đó mới phát hiện tiền tài có thể thúc đẩy sự giác ngộ Phật Pháp. Chỉ có hưởng hết vinh hoa phú quý của đời này thì mới có thể nhìn thấu sự ấm lạnh của tình người. Từ đó bỏ thức ăn thừa vào đầu ăn nguội thì không tính là gì, từ bỏ gấm vóc lụa là và mỹ nữ mới là khảo nghiệm ý chí và sự kiên định đó. Đại sư nói rất có lý, Trường Sinh nghiêm túc gật đầu. Chưa từng sở hữu thì không có quyền bình luận. Đại sư là muốn tăng thêm sự cám dỗ, nâng cao trở ngại để rèn luyện tâm tính và ý chí của mình có phải không? Nhưng đại sư à, ngài không sợ mình sẽ nghiện, xa vào ma đạo hay sao? Thích Huyền Minh cười lớn. Ta sợ đếch gì? Đại sư, thế 3.000 lượng có đủ không vậy? Ni Thần Y còn hào phóng hơn cả Trường Sinh nữa. Hay là cho thành 5.000 lượng đi. Nếu ngài thắng, chúng tôi sẽ cho ngài 5.000 lượng vàng. Bất kể ngài muốn làm gì, 5.000 lượng vàng đều là đủ rồi. Còn nếu ngài thua, hãy đi theo tướng công của ta 5 năm. Ngài thấy sao? Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Thích Huyền Minh trịnh trọng gật đầu. Được. Nhớ đó, quân tử nhất ngôn, Trường Sinh lớn tiếng mà nói. Yên tâm, tứ mã nan truy, Thích Huyền Minh nghiêm túc đáp lại. Trường Sinh bước xuống bậc thềm, hai người đứng đối diện với nhau. Đúng vào lúc này, Ni Thần Y lại lớn tiếng mà nói. À quên, đại sư à, kể cả ngài có thua đi nữa, thì 5.000 lượng vàng này chúng tôi vẫn sẽ đưa không sai lệch đâu. Thích Huyền Minh cười lớn, làm ra tư thế xuất chiêu. Trường Sinh tập trung tinh thần, chăm chú đối mặt. Thích Huyền Minh thì vẫn chủ động tấn công như trước, thi triển vẫn là đại lực kim cương trường. Đặc điểm lớn nhất của võ công Phật môn là thuần dương cương mãnh, đi theo con đường lấy cương khắc nhu, lấy dương khắc âm. Đặc điểm này của võ công Phật môn được quyết định bởi giáo lý Phật môn. Phật môn cho rằng tà không thắng chính, chỉ cần ánh sáng đủ mạnh nhất định có thể chiến thắng bóng tối. Còn về Trường Sinh, tuy rằng võ công quán thi triển là do hắn tự sáng tạo, nhưng lại chịu ảnh hưởng tiềm ẩn của Hỗn Nguyên Thần Công. Kỳ thực là vẫn đi theo con đường của đạo gia, vô chiêu thắng hữu chiêu, thực chất là phù hợp với tư tưởng vô pháp thường hình của đạo gia. Trong mắt người đạo môn thì âm dương, càn khôn, thiên địa, chính tà đều ngang nhau, không có sự phân biệt mạnh yếu bẩm sinh, cũng không phải là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chính vì biết âm dương hoàn toàn bình đẳng, chính tà ngang tài ngang sức, cho nên mới theo đuổi thuận theo tự nhiên, chú trọng âm dương chuyển hóa. Nói thẳng ra là khi đối mặt với cả bóng tối, không phải chỉ đơn thuần là dùng ánh sáng để áp chế, mà là thuận theo tình thế sau đó chuyển hóa. Nói một cách đơn giản hơn là giáo lý cũng như võ công của Phật môn đều chỉ đơn thuần theo đuổi sự thuần khiết ánh sáng. Còn giáo lý và võ công của đạo gia theo đuổi nhiều là điều khiển và kiểm soát cả hai lực lượng âm và dương. Thấy đại lực kim cương trường không thể hạ gục được Trường Sinh, Thích Huyền Minh lúc này bắt đầu biến chiêu. Đối với những biến chiêu của Thích Huyền Minh, Trường Sinh không cho rằng có tác dụng thực chất gì. Dù có biến chiêu thế nào thì vẫn đi theo con đường thuần dương chính trực,
thiếu đi cái sự biến hóa âm dương, vật cực tất phản, phủ cực thái lai. Hai người giao đấu nhanh chóng thu hút rất nhiều người xem. Công bằng mà nói thì chiêu thức của Thích Huyền Minh đẹp mắt hơn Trường Sinh nhiều. Quyền cước như gió, mạnh mẽ như hồ. Còn Trường Sinh thì giống như là chiếc thuyền trôi theo dòng nước và cành liễu rủ theo gió. Bất kể là Thích Huyền Minh ra chiêu hay biến chiêu như thế nào, hắn đều có thể bình tĩnh ứng phó, hóa nguy thành nan. Lần trước tỷ võ thì Thích Huyền Minh đã bị Trường Sinh phá giải công phu luyện thể. Thấy không thể công phá được, giờ Thích Huyền Minh bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển kim trung cháo một lần nữa, từ bỏ phòng thủ mà dồn toàn tinh lực vào tấn công. Thực ra thì Trường Sinh đã sớm nghĩ ra cách đánh bại đối phương rồi. Nhưng trước mắt mọi người, hắn đang cố ý giữ thể diện cho Thích Huyền Minh, nên là tiếp tục giao đấu với hắn, mãi cho đến giờ ngọ ba khắc mới ra chiêu phá giải. Lần trước Thích Huyền Minh đã thua rất là mất mặt, nhưng lần này còn thua mất mặt hơn. Lo lắng Trường Sinh sẽ thông qua kinh mạch huyệt đạo để phá giải công phu luyện thể của mình, Thích Huyền Minh khi ra chiêu cũng cố ý bảo vệ kinh mạch và huyệt đạo của mình. Nhưng hắn lại không ngờ rằng Trường Sinh lại dùng một chút linh khí để mà tấn công vào hai bên sườn và nách của hắn. Cách đánh này thực chất là cù lách của hắn. Ban đầu Thích Huyền Minh còn có thể gắng gượng chịu đựng, nhưng đến cuối cùng thực sự là không thể chịu đựng nổi nữa, tức giận lùi lại. Phiền chết đi được, đây là cách đánh gì vậy? Người có thể chơi theo luật được không hả? Trường Sinh cười mà không nói. Thôi, ta không đánh nữa, ta không đánh lại người. Lấy tiền đi. Và lúc này thì bên ngoài cửa của ngự sử đài thì có tập trung rất đông người đứng xem. Người đông thì mắt cũng nhiều. Trường Sinh liền ra hiệu cho Thích Huyền Minh theo mình và Ni Thần Y vào trong nói chuyện. Thích Huyền Minh tuy thua một cách tức tối, nhưng mà cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Bởi vì hắn biết được là dù có đấu thêm một trận nữa, kết quả cũng sẽ như vậy. Trường Sinh dẫn Thích Huyền Minh đến công đường, hai người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, sau đó sai người đi gọi vị lãnh sự quản lý nhân sự đến. Tiêu đạo trưởng, chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà, ngươi cần gì phải gọi người khác đến làm gì chứ? Thích Huyền Minh không hiểu lắm. Đại sư, đã đánh cược thì phải chấp nhận thôi. Trường Sinh cười mà nói. Từ hôm nay trở đi thì ngươi sẽ là bộ khoái của ngự sử đài. Thấy Thích Huyền Minh lộ vẻ chán nản, Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Đại sư, 5.000 lượng vàng ta đã hứa với cả ngươi. Chúng ta sẽ không nuốt lời đâu, nhưng ngươi đã không thắng được ta, cho nên trong vòng 5 năm tới, e rằng là ngươi khó mà tự do được đó. Thích Huyền Minh cũng rất là dứt khoát. Được, ta làm tạp dịch cho ngươi 5 năm cũng được mà. Không, không phải tạp dịch, mà là bộ khoái đó. Trường Sinh sửa lại. Thì dù gì cũng là chẳng được tự do, tạp dịch hay bộ khoái cũng chẳng khác gì nhau. Thích Huyền Minh thở dài nói. Ni Thần Y ở bên cạnh nghi hoặc nhìn Trường Sinh. Nàng biết là Trường Sinh rất là không phục Thích Huyền Minh, nhưng mà không hiểu tại sao Trường Sinh lại muốn hạn chế sự tự do của Thích Huyền Minh. Phải biết rằng cách làm này rất dễ khiến cho Thích Huyền Minh cảm thấy phản cảm và khó chịu. Lúc này thì Trường Sinh cũng không tiện giải thích, chỉ có thể mỉm cười với Ni Thần Y. Chẳng bao lâu sau thì lãnh sự quản lý nhân sự đến. Trường Sinh giới thiệu Thích Huyền Minh với người quản lý nhân sự, ra lệnh cho ông ta đăng ký và nhập Thích Huyền Minh vào danh sách bộ khoái. Quan và lại tuy đều là quan chức nhưng lại có sự khác biệt lớn. Quan có phẩm cấp, còn lại thì không. Bộ khoái thì thuộc lại, địa vị thấp hơn quan. Người quản lý nhân sự phụ trách nhân sự, đối với cả chức trách của quan lại trong bản bộ rất là rành rọt. Trường Sinh sau đó lại ra lệnh cho ông ta nói rõ về các công việc hàng ngày của bộ khoái cho Thích Huyền Minh. Lúc nào phải trực, lúc nào phải luyện võ, bao gồm cả yêu cầu về trang phục và các quy tắc cần tuân thủ nữa. Người quản lý nói trôi chảy, Thích Huyền Minh nghe mà chán nản lắm. Lý do hắn bị đuổi khỏi Thiếu Lâm Tự là bởi vì hắn không thích bị ràng buộc, thường xuyên vi phạm quy giới luật, bây giờ lại đầu nóng mà mất đi 5 năm tự do rồi. Thấy Thích Huyền Minh chán nản như vậy, Trường Sinh cảm thấy thời cơ đã chín, liền ngắt lời của người quản lý nhân sự. Khoan đã, đừng nói nữa, những quy tắc này là để ràng buộc đám bộ khoái vô dụng mà thôi, chứ đại sư Huyền Minh đây là cao thủ tuyệt thế, sao có thể đánh đồng với cả những bộ khoái vô học đó được chứ?
Thích Huyền Minh tuy là người bộc trực thô thiển nhưng lại rất thông minh. Nghe lời Trường Sinh nói thì chưa để cho hắn ta nói hết đã ngắt lời. Này, thế các ngươi có bao nhiêu bộ khoái vô học đó? Nghe Thích Huyền Minh nhắc lại lời của mình, Trường Sinh biết là hắn ta đã đoán được ý đồ thực sự của mình. 300. Thích Huyền Minh nghe vậy thì gật đầu mà nói. Ta có ý kiến này. Ngươi chẳng phải là muốn ta dạy võ công cho họ hay sao? Thế này đi, cho ta 3 năm. Ta sẽ khiến cho mỗi người trong số họ đều có thể độc lập tác chiến. Còn về việc ta làm gì hàng ngày thì ngươi không cần quản ta đâu. 3 năm thì hơi dài. Nhiều nhất ta chỉ có 2 năm mà thôi, Trường Sinh nói. 2 năm ư? Thích Huyền Minh nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau thì gật đầu nói. Cũng được, 2 năm chắc là đủ rồi. Thấy Thích Huyền Minh đã vào trong, Trường Sinh liền ra lệnh cho lãnh sự quản lý nhân sự đi thông báo cho giáo úy tập hợp các bộ khoái, rồi đích thân dẫn Thích Huyền Minh đi gặp mọi người. Hắn tuyệt đối tin tưởng Thích Huyền Minh, hoàn toàn trao quyền cho hắn. Những kẻ không nghe lời hoặc là không có khả năng đào tạo, Thích Huyền Minh có thể trực tiếp đuổi đi. Sau đó Trường Sinh gọi cho một ông già phụ trách kho lương đến, bảo ông ta rằng là Thích Huyền Minh có thể tự do rút tiền. Ni Thần Y ở bên cạnh thì không quên bổ sung thêm một câu, nói rằng là nhà họ Ni sẽ sớm cử người mang 5.000 lượng vàng đến, dành riêng cho Thích Huyền Minh rút dùng. Sau khi dặn dò xong thì Thích Huyền Minh không vội vã rời đi, mà ở lại võ đường kiểm tra từng người một trong số các bộ khoái. Ni Thần Y thì phải về nhà gọi người mang tiền, Trường Sinh liền đi theo sau tiễn nàng. Thì ra là huynh muốn hắn dạy võ công cho các bộ khoái, Ni Thần Y cười mà nói. Trường Sinh đắc ý gật đầu. Thì cái vị giáo đầu này không phải là người có thể thuê bằng tiền được. Người này tinh thông tuyệt kỹ thiếu lâm, mà võ công của thiếu lâm nổi tiếng về sự mạnh mẽ, rất phù hợp với cả những người có ngộ tính không cao nhưng cần cù chăm chỉ. Giao 300 bộ khoái của ngự sử đài cho hắn dạy dỗ là thích hợp rồi. Không đến 2 năm sẽ trở thành một đội quân cực kỳ hùng mạnh đó. Vậy tại sao huynh không nói thẳng với cả hắn, cứ phải lòng vòng làm gì? Ni Thần Y thuận miệng mà nói. Trường Sinh liền đáp. Ngươi còn chưa nhìn ra hay sao? Người này tuy rằng bị thiếu lâm đuổi đi, nhưng lại một lòng hướng Phật. Nếu như ta trực tiếp bảo hắn truyền thụ cho bộ khoái võ công của thiếu lâm, lỡ hắn nói với ta một câu là võ công thiếu lâm không được truyền thụ ra ngoài, như vậy thì sao chứ? Cái loại người như hắn thì người kéo hắn, hắn chưa chắc đi theo. Ngươi phải để hắn tự tìm tới đó. Ừ nhỉ, rất là đúng, Ni Thần Y cười mà nói. Đúng là thời đến thì đất trời đều là trợ lực. Vận may của huynh thật là tốt đó. Buồn ngủ có người mang gối đến cho, sướng thật đó. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Vậy muội nhìn nhận người này là người như thế nào? Huynh ám chỉ điều gì? Ni Thần Y hỏi lại. Thì cứ nói hết đi, Trường Sinh thuận miệng mà họ nói. Ni Thần Y suy nghĩ một chút rồi mở miệng mà nói. Theo muội thấy thì cây cao hơn rừng ắt gặp gió lớn. Người giỏi hơn đám đông ắt bị nói xấu. Người này bị thiếu lâm tự không dung nạp, có thể là chỉ vì hắn quá xuất chúng. Việc làm của hắn không được các tăng nhân bình thường công nhận. Trường Sinh nghe vậy tán đồng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Người này có chi lớn, tăng nhân bình thường coi tiểu sắc tiền tài là hồng thủy mãnh thú, tránh còn không còn kịp. Tuy nhiên tên này thì lại làm ngược lại, tự mình vào chốn hồng trần, lấy thân thử pháp. Điều này phải cần dũng khí rất là to lớn. Cách làm quán thì có nét tương đồng với cả câu ta không vào địa ngục thì ai vào của Địa Tạng Vương Bồ Tát. 5.000 lượng hoàng kim này của chúng ta thì có thể cho hắn hưởng hết phú quý nhân gian, xem hết trăm thái hồng trần. Kết quả thì không ngoài hai loại. Hắn có thể sẽ chế ngự được thì thành tựu là chính là thành tựu của hắn. Còn hắn không chế không được thì là hủy hoại đời của hắn. Có lý. Ni Thần Y gật đầu. Lúc này hai người đã đến cửa, Ni Thần Y thuận miệng hỏi. Vậy khi nào huynh định đi thăm sư thúc vậy? Trường Sinh thì mới có được một võ sư giỏi, tâm trạng rất là tốt, suy nghĩ liền nhanh nhạy bèn thuận miệng mà nói. Thì đúng là phải đi thăm sư thúc, nhưng mà tự mình ta đi thì không thích hợp cho lắm. Hôm qua liên đài thì có người đã ác ý vu khống, nói xấu rồi. Vậy đi, muội về lấy chút đồ, chiều nay lại cùng ta đi một chuyến. Cũng được, Ni Thần Y mỉm cười đáp lại.
Lại nói thì tiễn Ni Thần Y đi, Trường Sinh trở lại công đường tiếp tục xem những hồ sơ vụ án treo trước đó. Ngự sử đài thì không chỉ giám sát các quan viên kinh thành, mỗi năm xuân thu hai mùa còn phải đi thanh tra sứ, đi tuần tra chính vụ địa phương. Trước đây chức ngự sử đại phu vẫn còn trống, cộng thêm địa phương không yên ổn nên việc tuần thu chưa được tiến hành. Nay thì triều đình muốn xây dựng 30 vạn tân quân, nhất định là cần lượng lớn tiền bạc quân nhu. Sáng nay trên triều đình, hoàng thượng đã dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, bảo hắn giúp đỡ gom góp tiền bạc nuôi quân. Để nhanh chóng gom góp quân lương, chỉ có thể chia làm hai đường. Hắn ở lại Trường An tìm cách moi tiền các quan viên ở kinh thành này. Còn lại thì phái mười mấy thanh tra sứ đi các địa phương để mà moi tiền các quan viên địa phương đó. Moi tiền và hăm dọa thì có sự khác biệt về bản chất. Tiền đề của việc moi tiền là phải nắm được nhược điểm của các quan viên này. Còn lý do hắn lật lại toàn bộ những vụ án cũ chưa giải quyết này chính là để tìm kiếm manh mối từ đó. Bất kể một vụ án nào chưa được giải quyết, 10 phần thì 8-9 phần đều có quan viên ở sau lưng bao che trì hoãn. Dù là bản thân hắn ở Trường An moi tiền hay là thanh tra sứ của địa phương moi tiền thì trong tay đều phải có chút gì đó mới được. Cái từ moi tiền này thì quả thật là không dễ nghe một chút nào. Nhưng so với cả việc bị kết tội tịch thu gia sản thì các quan viên lớn nhỏ đó hẳn vẫn thích bị moi tiền hơn. Trường Sinh vừa xem vừa ghi chép, lo lắng manh mối quá nhiều sẽ bỏ sót, cũng dùng bút phác họa lại. Ngự sử đài thì vốn là nơi yên tĩnh, lúc này không còn yên tĩnh nữa. Sân tập võ phía đông thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của các bộ khoái và tiếng mắng chửi của Thích Huyền Minh. Thực ra thì cũng không trách Thích Huyền Minh sốt ruột, hắn đã nhận một củ khoai lang nóng bỏng tay. Cái đám bộ khoái này thì một ngày không thể tự mình đảm đương, hắn ta một ngày không được tự do. Đối với cả sự sốt sắng của Thích Huyền Minh, Trường Sinh cảm thấy rất vui mừng. Tuy hắn và Thích Huyền Minh ước định là 2 năm, nhưng đó chỉ là cách để mà đánh lạc hướng hoạn quan. Bởi vì Thích Huyền Minh khi mà chỉ dạy các bộ khoái này thì không thể không nhắc đến thời gian và kỳ hạn. Chỉ cần hắn nhắc đến kỳ hạn, tin tức sẽ chuyển đến tai hoạn quan. Hoạn quan sẽ lầm tưởng hắn có thể sẽ ra tay sau khoảng 2-3 năm nữa. Thực tế thì trạng thái lý tưởng nhất của hắn là vào 3 tháng sẽ trừ khử hoạn quan. 3 tháng tự nhiên là không đạt được hiệu quả của 2 năm. Nhưng mà 3 tháng cần cù khổ luyện, võ nghệ của các bộ khoái này cũng sẽ có sự tiến bộ lớn. Về việc hắn không tiết lộ suy nghĩ thật của mình cho Ni Thần Y biết là để tránh rắc rối phát sinh. Có một số việc hắn không chỉ không nói với Ni Thần Y, mà ngay cả đến Trương Thiện hay là Trương Mặc cũng sẽ không nói. Lại nói cho đến buổi chiều giờ mùi, Ni Thần Y và xe ngựa chở Hoàng Kim cùng đến. Khi mà Hoàng Kim nhập vào kho, Trường Sinh phái người gọi Thích Huyền Minh đến, để hắn tận mắt nhìn thấy vàng đã được vận chuyển đến. Nhưng tâm tư của Thích Huyền Minh căn bản không đặt vào chuyện này. Hắn là một kỳ tài luyện võ hiếm có, trong mắt hắn thì võ công của đám bộ khoái này thì còn không bằng cả mèo ba chân nữa. Cũng do ngự sử đài cách Bảo Thanh khách điếm không xa, Trường Sinh và Ni Thần Y liền đi bộ đến đó. Việc Trương Mặc dưỡng thương ở Bảo Thanh khách điếm thì không phải là bí mật gì. Rất nhiều đạo sĩ và tín đồ đạo giáo đến thăm hỏi. Mọi người vẫn còn đang đoán tâm trạng của Trường Sinh đối với cả Trương Mặc. Lần này thấy hắn và Ni Thần Y cùng đến, liền hết nghi ngờ, không nghĩ thêm gì nữa. Trương Mặc bị thương, vốn cần tĩnh dưỡng, nhưng mọi người nhiệt tình quá, đến thăm hỏi. Nàng cũng không tiện đóng cửa không gặp, chỉ có thể cố gắng gặp từng người một. May mà mọi người đều không đán lại quá lâu, sau khi hỏi thăm ngắn gọn liền cáo từ ra về. Trường Sinh vốn tưởng rằng mình sẽ lúng túng khi gặp lại Trương Mặc, nhưng sau khi gặp lại thì hình như là mình cũng không lúng túng cho lắm. Còn thái độ của Trương Mặc thì cũng rất là tự nhiên, không thấy gì khác lạ. Sau khi mà hai người thăm hỏi Trương Mặc xong định rời đi thì có nội thị đến. Tuy họ mang theo thuốc bổ nhưng không phải chỉ đơn thuần là đến đưa thuốc mà còn đến tuyên chỉ. Chỉ nói rằng là âm dương chi đạo của đạo gia thì thuận theo đất trời và con người, mà dưỡng sinh chi đạo của đạo gia thì kéo dài tuổi thọ, nên là mời Trương Mặc sau khi khỏi bệnh thì vào cung giảng kinh thuyết pháp cho các phi tần hậu cung, truyền thụ thuật dưỡng sinh. Mà đối với cả thánh chỉ đột ngột này thì Trương Mặc có vẻ khá bất ngờ, còn những người của mình thì đang đợi bên ngoài cũng không hiểu chuyện gì. Thấy ở trên khay vẫn còn một quận thánh chỉ nữa, Ni Thần Y liền tháo túi tiền bên hông lén đưa cho thái giám truyền chỉ. Sau khi nói rõ thân phận của mình liền nhỏ giọng dò hỏi tin tức, thì từ đó biết được là đạo thánh chỉ còn lại
là gửi cho một vị thái sư Phật môn, cũng là mời bà ta vào cung giảng kinh thuyết pháp cho các phi tần hậu cung. Như vậy thì mọi người lúc này mới chợt hiểu, các phi tần hậu cung đều là nữ tử trẻ tuổi, đạo sĩ vào hòa thượng chắc chắn là không tiện vào đó. Mời một nữ đạo sĩ và một ni cô đến giảng kinh cho họ thì cũng là điều không khó hiểu. Sau khi mà thăm Trương Mặc thì Ni Thần Y lại đề nghị đến Thái Bình khách điếm dạo chơi. Trường Sinh chỉ nói công vụ bận rộn, để vài ngày nữa rồi nói, sau đó chia tay Ni Thần Y trở về. Trở lại ngự sử đài, hắn tiếp tục cúi đầu xem xét các tập hồ sơ. Mãi cho đến canh ba thì mới xem xong tất cả và trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau hắn không vào triều nữa, mà là tập hợp hơn 20 vị giám sát ngự sử của ngự sử đài đến một chỗ để mà bàn bạc chi tiết về việc phái người đi tuần tra các địa phương. Nhiệm vụ của thanh tra sứ là đi khắp nơi giám sát tình hình làm việc của các quan địa phương, mà phần lớn thì các quan này đều có vấn đề này nọ. Bị phát hiện ra vấn đề, nếu muốn thoát khỏi hình phạt thì chỉ có cách là hối lộ thanh tra sứ. Cho nên ai cũng biết thanh tra sứ là một chức béo bở. Nghe nói sắp phải rời kinh thành đi tuần tra, các ngự sử đều không giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Tất cả đều nhìn chằm chằm Trường Sinh chờ hắn phân công nhiệm vụ. Trường Sinh đang ngồi ở vị trí chủ tọa phía Bắc vẫn không nói gì. Hắn là đang nghĩ xem nên nói như thế nào cho phù hợp. Hắn là muốn các ngự sử đài này đi vơ vét cổ cải cho triều đình. Tuy nhiên nếu để các quan tham ô chỉ cần đưa tiền là có thể thoát tội, thì chẳng phải là cổ suý cho thói tham ô hối lộ của quan địa phương hay sao? Mà hiện nay thì triều đình lại đang cần tiền, chỉ có cách này là kiếm tiền nhanh nhất. Cái mức độ này thật là khó nắm bắt. Nếu như ám chỉ cho các ngự sử đi moi tiền các quan địa phương, có thể hại các ngự sử này. Cho dù là họ có nộp toàn bộ số tiền moi được và coi đó là tiền tịch thu, thì cũng sẽ để lại nhược điểm cho người khác bị người ta đàm tiếu. Sau này một khi mà triều đình bình ổn chiến loạn thì rất có thể sẽ tính sổ mùa thu sau. Như vậy thì các ngự sử này tuy làm việc tốt nhưng lại phải gánh tội. Trường Sinh vẫn không nói gì. Mọi người không biết hắn đang nghĩ điều gì, càng đợi càng căng thẳng, càng đợi càng bồn chồn. Suy nghĩ hồi lâu, Trường Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà không có bất kỳ một ám chỉ hay là chỉ thị nào, toàn là nói những lời sáo rỗng, rằng toàn là luật pháp yêu cầu tất cả các ngự sử tuần tra công bằng, báo cáo trung thực. 24 ngự sử này đều được phái đi. Tuyến đường tuần tra các châu huyện cũng không phải là do hắn chỉ định, mà do các ngự sử bốc thăm quyết định. Trường Sinh thì trong tay còn có không ít manh mối của các vụ án treo từ nhiều năm trước. Sau khi xác định tuyến đường tuần tra, hắn phân phát các manh mối này cho các ngự sử khác nhau, lệnh cho bọn họ điều tra trong quá trình tuần tra. Thanh tra sứ thì không giống như là khâm sai. Ngự sử đài có thể tự mình chỉ định, cũng không cần nghi trượng rầm rộ, chỉ cần xe ngựa nhẹ nhanh, mỗi người mang theo vài tùy tùng là có thể lên đường. Hôm nay quyết định soạn thảo công văn, ngày mai sẽ lên đường. Cuộc họp kết thúc, các ngự sử đi xuống chuẩn bị riêng. Trường Sinh ngồi ở vị trí chủ tọa nhắm mắt suy nghĩ. Hắn thì rất rõ hoàng thượng vì sao lại bổ nhiệm hắn làm ngự sử đại phu, và cũng rất rõ vai trò của mình là gì. Hắn chính là một con dao mà hoàng thượng dùng để đối phó với cả hoạn quan và đám tham ô, là một vai diễn phải gánh tội. Một khi mà triều đình bình ổn thì chức ngự sử đại phu của hắn cũng đến hồi phải kết thúc. Trong khoảng thời gian mình trụ trì ngự sử đài, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng mà không thể tham ô hủ bại. Hơn nữa hắn cũng không muốn lưu lụy đến những người dưới. Tiền thì vẫn phải nghĩ cách gom góp, nhưng mà không thể dùng cách moi tiền. Dù sao thì người đã đắc tội cũng không ít rồi, cũng không sợ đắc tội thêm vài người nữa. Một khi mà điều tra ra có vấn đề, trực tiếp bắt người tịch thu gia sản, như vậy số tiền thu được còn nhiều hơn nữa. Ngoài ra thì thanh tra sứ đi tuần tra khắp nơi cũng cần thời gian. Đợi đến khi mà manh mối về việc tham ô hủ bại của quan lại địa phương được tập hợp đầy đủ, công tác chuẩn bị trừ khử hoạn quan của hắn hẳn cũng đã gần hoàn tất. Đến lúc đó thì các bộ khoái của ngự sử đài hẳn là có thể gánh vác trọng trách lớn, có thể cùng nhau ra tay tóm gọn một mẻ. Trước đây có một vấn đề nan giải luôn khiến cho hắn đau đầu, đó là binh quyền của thần sách quân và quân đồn trú xung quanh Trường An đều nằm ở trong tay của hoạn quan. Lần này triều đình chiêu mộ tân quân là một cơ hội tốt. Một khi mà Trương Thiện có binh trong tay rồi, có thể ổn định được cục diện,
nhân cơ hội đoạt lấy binh quyền của thần sách quân và quân đồn trú xung quanh Trường An. Sắp xếp xong suy nghĩ, Trường Sinh không vội mở mắt mà gác chân lên bàn, tiếp tục nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc của mình. Trong mắt người ngoài, hiện tại hắn đang đắc ý, không chỉ đoạt giải quán quân trong cuộc thi kén rể, cưới được mỹ nhân về nhà, mà còn đỗ được võ cử nhân, thuận lợi làm quan và nắm giữ chức vụ cao. Nhưng nào ai biết được, những gì hắn đang có hiện tại không phải là những gì hắn muốn. Còn về việc mình rốt cuộc muốn gì hắn cũng chẳng biết nữa. Muốn xác định rõ ràng mình thật sự là muốn gì không dễ dàng. Phần lớn người trưởng thành đều không biết mình thật sự muốn gì, huống chi hắn mới chỉ có 15, 16 tuổi. Ngay cả mình thích ai cũng không biết, làm sao có thể biết mình rốt cuộc là muốn gì chứ. Cũng bởi vì Dương Khai và Cổ Diễn đưa quan tài về quê, Đại Đầu đi cùng và Nhân Cội về thăm người thân. Lần này lại phải các ngự sử của ngự sử đài đi, ngự sử đài bỗng chốc trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Thích Huyền Minh vừa đến thì các bộ khoái của ngự sử đài coi như gặp vật đen. Võ công của Thiếu Lâm cực kỳ là không huyền diệu. Võ công của Thiếu Lâm có thể nổi danh thiên hạ, một phần lớn nguyên nhân là vì các hòa thượng Thiếu Lâm luyện võ cực kỳ khắc khổ. Thích Huyền Minh trực tiếp áp dụng phương pháp huấn luyện của võ tăng Thiếu Lâm cho các bộ khoái này, khiến cho họ khổ sở kêu ca không ngừng. Tuy nhiên kêu ca thì kêu ca, nhưng không ai bỏ cuộc cả. Thứ nhất là từ khi mà Trường Sinh đến, cơm nước ở ngự sử đài thì ngon hơn nhiều, bổng lộc đãi ngộ cũng tăng lên đáng kể, còn được trang bị ngựa. Thứ hai là mọi người đều biết rằng sự chịu đựng này sẽ không vô ích, bất kỳ một sự trưởng thành nào cũng đi kèm với cả gian khổ và đau đớn. Mà Trương Mặc sau khi khỏi bệnh liền vào cung, sau đó không có tin tức gì nữa. Trương Thiện và những người khác thì cũng mang theo công văn của triều đình rời khỏi Trường An đi khắp nơi chiêu bộ binh mã. Trước khi đi thì cũng không chào hỏi Trường Sinh. Đối với cả điều này Trường Sinh cũng không tức giận, bởi vì hắn biết Trương Thiện chưa bao giờ coi hắn là người lớn. Biết được hắn bận rộn, Ni Thần Y cũng không thường xuyên đến, chỉ là thỉnh thoảng đưa đến chút điểm tâm cho hắn. Trong khoảng thời gian trước Tết, Trường Sinh cũng không nhàn rỗi. Ngày thường thì cũng không hay về nhà, hầu như là đi khắp nơi các nha môn lớn nhỏ trong thành Trường An, lấy cớ tuần tra để mà làm quen với cả tình hình của các nha môn. Ngoại trừ đến Đại Lý Tự thì còn được đón tiếp niềm nở, còn các nha môn khác đều bị làm mặt lạnh. Tuy hắn không hiểu quy củ trốn quan trường nhưng lại rất thông minh và cẩn thận. Chỉ cần là hồ sơ và sổ sách mà hắn đã xem qua, chỗ nào có vấn đề đều có thể nhìn nhận ra ngay. Hắn không để cho thuộc hạ ra ngoài moi tiền bởi vì sợ mang họa cho họ, nhưng bản thân hắn thì lại không ngại tự mình ra tay. Đương nhiên là hắn cũng sẽ không trực tiếp đòi tiền, trước tiên là chọn mấy quả hồng mềm không có chỗ dựa mà làm bậy làm bạ ra tay, bắt lại rồi dùng hình phạt, mượn đó để mà tạo tiếng tăm, xây dựng ác danh của một quan viên tàn bạo cho mình. Đợi đến khi mà các quan văn võ đều sợ hãi ngự sử đài, hắn sẽ bắt những con chuột lớn béo mập kia sau. Hắn thật sự là không thích cái trò làm quan này, nhưng mà đã ở vị trí này rồi thì phải làm cho tốt. Ban đầu hắn vốn là không muốn động đến người của hoạn quan, sau đó nghĩ thông suốt thay đổi chủ ý. Bất kể là người của hoạn quan hay là người của hoàng thượng, chỉ cần là tham ô hủ bại, vô vét của cải thì đều bắt lại dùng hình phạt. Trong khoảng thời gian trước Tết cộng thêm tháng riêng, hắn đã bắt hơn 30 người. Quan chức bị bắt thì gia quyến tự nhiên là lo lắng, không thể tránh khỏi việc nhờ người đưa quà. Và cũng không phải là đưa bao nhiêu, Trường Sinh nhận bấy nhiêu. Đưa ít thì hắn còn chẳng nhận, tiếp tục giam giữ, cho đến khi mà số tiền của gia quyến tham quan đưa ra khiến cho quan tham đó cảm thấy đau lòng, hắn mới tìm một cái cớ để mà thả người. Bắt người của hoàng thượng và hoạn quan thì hoàng thượng và hoạn quan đều phải tìm người nhắn tin nhờ hắn thả người. Chỉ cần hoàng thượng và hoạn quan nhắn tin, hắn đều bán ân tình cho cả hai bên mặt mũi. Làm như vậy hắn có thể lấy lòng cả hai phía. Hoàng thượng và hoạn quan đều cảm thấy hắn nể mặt mình, cho rằng hắn nghe lời của mình. Trong khoảng thời gian này, Trường Sinh tích lũy được một số lượng lớn vàng bạc. Lão tiên sinh ở phòng kế toán và mấy trợ lý cả ngày bận rộn ghi chép sổ sách. Đám thuộc hạ thì bận rộn nấu chảy bạc và đúc thành thỏi bạc lớn, mỗi thỏi 1 vạn lượng. Cũng do xếp quá cao quá nặng, ngay cả đến gạch lát nền nhà kho cũng đã bị đè vỡ. Trong khoảng thời gian này thì nhà họ Ni cũng đã giúp đỡ hắn rất là nhiều. Người đến đưa quà chuộc người chắc chắn là sẽ đưa những thứ quý giá nhất, không nhất định là vàng bạc. Vàng thì cũng không ít, nhưng mà vàng tuy quý giá nhưng hiện tại không được sử dụng rộng rãi,
thông qua nhà họ Ni thì có thể trực tiếp đổi vàng thành bạc. Cũng có không ít người đưa châu báu, tranh chữ, hắn cũng đều giao cho cả nhà họ Ni đổi thành bạc. Tuy hắn không hiểu giá cả thị trường, nhưng nhà họ Ni chắc chắn sẽ không lừa hắn. Mãi cho đến cuối tháng giêng thì Đại Đầu là người đầu tiên trở về. Lần này hắn ra ngoài thì cần phải đi cùng Dương Khai đến kiếm Nam Đạo ở Tây Nam trước. Sau khi lo liệu xong hậu sự cho Cổ Diễn mới có thể quay trở về Thiên Tản Môn ở Hà Đông Đạo. Thêm vào đó, trước khi đi, Trường Sinh còn nhờ hắn một việc là đến Mạn Bắc tìm ba đồ lỗ. Cho nên là tuy thời gian trì hoãn không ngắn, nhưng mà thời gian ở nhà thực tế thì không dài. Đại Đầu thì không tìm thấy ba đồ lỗ. Mạn Bắc năm ngoái gặp nạn châu chấu, cả ngàn dặm không có người. Hơn nữa Mạn Bắc vốn đã rộng lớn, Đại Đầu cũng không thể tìm từng mảnh thảo nguyên một được. Có Đại Đầu ở bên thì Trường Sinh nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn ra quyết định, Đại Đầu thực hiện. Trường Sinh lúc này có thể dành thời gian để mà tập trung vào lục bộ. Lục bộ là những nha môn lớn, dưới thì còn có không ít nha môn nhỏ trực thuộc lục bộ. Lục bộ là những trụ cột của triều đình, việc tuần tra lục bộ là thiết yếu. Mà hình bộ tuy có vẻ quyền lực rất lớn, nhưng thực tế quyền lực lớn nhất thì vẫn nằm ở lại bộ. Họ nắm binh quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm quan lại địa phương, bán quan bán chức. Mỗi người đều là con chuột béo. Nắm được một sợi dây này rồi, kéo một cái là ra cả một chuỗi. Bắt được một con chuột nhỏ, chuột lớn sợ bị lôi ra sẽ chủ động đưa tiền chuộc người. Trường Sinh lúc này đã có tiếng xấu, nên là mọi người đều biết hắn tham lam, càng đưa càng nhiều. Đến cuối cùng là toàn bộ kho đều được chất đầy thỏi bạc trắng xóa, chỉ có thể dọn trống kho chứa hồ sơ để mà tiếp tục nấu chảy và cất giữ bạc. Trường Sinh thì tất nhiên là cũng không phải là cứ tóm được bộ nào là điều tra đến cùng bộ đó. Hôm nay điều tra lại bộ, ngày mai có thể lại chạy đến hộ bộ. Bắt được vài người từ hộ bộ, lại chạy tiếp đến chuyển sang hình bộ. Hắn đến các bộ cũng không phải chỉ để điều tra tham quan ô, mà còn tiện thể tìm hiểu tình hình của lục bộ. Chỉ cần nắm rõ tình hình của lục bộ thì không chỉ có thể thấy rõ lập trường của các quan văn võ, mà còn có thể nắm rõ tình hình hiện tại của đại đường. Một buổi sáng nọ, hắn đang ở hình bộ xem hồ sơ kết án thì lại đột nhiên phát hiện ra cái tên Lý Trung Dung ở trong hồ sơ. Khi mà nhìn thấy cái tên Lý Trung Dung này thì phản ứng đầu tiên của Trường Sinh là liệu có phải là có người cùng tên họ hay không. Nhưng mà khi nhìn lại nơi xảy ra sự việc thì đó là tại phủ Hà Gian thuộc đạo Hà Bắc, mà quê gốc của nhị sư huynh Lý Trung Dung lại chính là ở Hà Gian.